Đây là bài viết Những gì mình học được khi sống sót sau lần tự kinh doanh đầu tiên, phần 1 của tác giả Mai Ngọc Anh. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Hai năm trước, mình có viết một note chia sẻ về Startup and Down. Note được viết dưới góc nhìn của mình với vai trò là một trong những nhân viên đầu tiên tại các startup mà mình tham gia. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về startup dưới góc nhìn của một business owner sau hơn một tháng bán quả Tết. Có những trận đánh chỉ trong một tháng nhưng cần chuẩn bị trước nhiều năm. Idea. Giữa tháng 11 năm 2019, tức là đầu tháng 11 âm, ngày trong note này sẽ tính theo lịch âm. Mình và vài người bạn có idea bán quả Tết, thấy nhu cầu quà Tết năm nào cũng có, anh em cũng muốn thử đánh, tranh thủ kiếm thêm tiền tiêu Tết. Lúc đầu có 3 người, là mình và hai bạn nữa. Một bạn phụ trách làm việc với các nhà cung cấp, lo logistics đầu vào. Một bạn quản lý dòng tiền, huy động thêm vốn nếu cần. Mình thì phụ trách mảng bán hàng, đối tác. May thì mỗi người giỏi một mảng. Cứ đứa nào giỏi cái gì thì làm cái đấy, thế cho nhanh. Mùng 10 tháng 11, cả hai bạn trong team đều có việc bận và dự án riêng nên là không tham gia được nữa. Sốc 3 giây. Vì ban đầu chia việc mỗi người một phần, tiền cũng share ra để đỡ nặng vốn, vừa để chia sẻ rủi ro. Giờ 2 trên 3 người rút, còn lại mình. Trước chỉ nghĩ mình đi gặp mấy bên công ty anh em bạn bè quen biết để hỏi thăm tình hình quà Tết thế nào, rồi tìm thêm một cao nhân chạy ads là xong. Những việc còn lại sẽ có người khác lo. Giờ nếu vẫn đánh tiếp thì mình phải cân hết, rồi cũng phải xoay thêm tiền vốn. Bục phát xoay đầu ra vài trăm triệu, giờ cũng chỉ còn hơn tháng nữa là Tết, mình phải trừ đi mấy hôm 27, 28, 29 nữa. Hay khó nghĩ phết. Thôi, nghỉ. Mà từ từ đã, để xem giờ đang có những nguồn lực gì. 1. Nhân sự đóng gói thành phẩm, cái này chắc mấy bạn sinh viên làm được. 2. Nhà in, may hôm trước tìm được một nhà in tốt mà cũng trong nội thành, khâu vận chuyển cũng không lo lắm. 3. Các nhà cung cấp nguyên liệu, mứt bánh kẹo vân vân, cái này chắc là nhờ mấy bạn đồng nghiệp cũ bên Aha Move giúp được. 4. Chụp ảnh sản phẩm, cái này quan trọng này, vì bán mùa vụ nên là tập trung chạy ads Facebook, mà ads tốt thì chắc 80% thành công nhờ ảnh đẹp và content. À, hình như có quen một anh bạn runner chuyên chụp chim với động vật hoang dã, chắc là nhờ anh ấy giới thiệu được. 5. Chạy ads, phần quan trọng nhất, mình thì không dành món này, để xem có quen expert nào mảng này không. À, có rồi, hồi còn làm trong Sài Gòn có quen một cậu đồng nghiệp chuyên mảng này, giờ nó mở cả agency chuyên tư vấn và triển khai các giải pháp digital marketing. Giờ hơn 3 năm rồi mà thỉnh thoảng anh em vẫn nói chuyện, giữ liên lạc đến bây giờ. 6. Vận hành logistics v.v. Ship thì may có kinh nghiệm thời gian làm ở Aha Move, thỉnh thoảng vẫn đi nói chuyện với khách hàng, có những khách vài trăm đơn một ngày nên là cũng học được tí kinh nghiệm vận hành và ship trong thời gian nhanh nhất. 7. Tiền. Hay, cái này khó này. Giờ chắc đủ được 30% số tiền vốn cần thiết, mà nếu xoay vòng tiền tốt, kiểu chốt được vài khách công ty rồi đặt cọc trước là có tiền đập vào trả cho nhà cung cấp một phần, sau đấy lại bán tiếp rồi trả tiếp cho nhà cung cấp, cứ thế thì chắc là cũng ổn, mà cùng lắm thì lại đi vay. Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Hình như hết rồi. Nghĩ lại tí xem nào. Trước giờ mình vẫn được nghe về ownership, tức là coi việc của công ty như việc của mình, chịu trách nhiệm với mọi vấn đề xảy ra trong công việc. Yeah, mình luôn cố gắng follow theo tinh thần này, với suy nghĩ rồi sẽ đến lúc mình owner thực sự, giải quyết một bài toán thực sự của mình bằng chính những nguồn lực hiện tại và sẽ sống chết với business. Mình không biết chính xác là khi nào, biết đâu chính là thời điểm đấy. Một tháng, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để build something from zero. Mình cũng từng đọc nhiều sách về kinh doanh, về những doanh nhân thành đạt, những lý thuyết kinh tế, cũng từng đồng hành và chứng kiến quá trình build một business từ khi chưa có gì, đến lúc đạt traction hàng trăm nghìn đơn một ngày, rồi gọi được cả chục triệu đô. Và quan trọng nhất là mình hiểu rằng, nếu tập trung toàn bộ năng lượng vào một hành động hay là một sự việc trong một thời gian nhất định, thì kiểu gì nó cũng sẽ gain lại được điều gì đó. Nếu lãi thì có thêm tiền tiêu Tết, lỗ thì có thêm kinh nghiệm thực chiến, mặc dù số tiền nếu lỗ sẽ rất nhiều, đến mức cày cả năm cũng chưa trả xong. Nhưng mà kệ đi, liều ăn nhiều, còn ăn gì thì chưa biết. Ok, race, 13 tháng 11. Việc đầu tiên là phải có kế hoạch. Mình đã từng làm việc theo cảm hứng rất nhiều lần, thỉnh thoảng bây giờ vẫn bị kiểu YOLO đến đâu hay đến đấy. Nhưng từ khi gặp một ông bạn cùng team strategy ở công ty cũ, làm gì cũng yêu cầu plan Google Sheet để đánh trận. Cần phải chuẩn bị các nguồn lực gì? Nguồn lực ở đây bao gồm cả nhân lực, nhân sự và tài lực, tài chính. Các kịch bản có thể xảy ra, vân vân. Một dự án bao giờ nó cũng chuẩn bị 3 scenarios, best case, base case và worst case. Rồi đối với mỗi kịch bản thì sẽ hành động như thế nào?
luôn nhắm đến best case để nếu có fail thì cũng xuống base case, mức chấp nhận được, kiểu shoot for the moon, even if you fail, you'll land among the stars. Lúc đầu thì thấy khó chịu vãi, kiểu cần gì mà chuẩn bị kỹ thế, cũng giống như là ngày trước đi race ấy. Cần gì plan training này nọ đâu, cứ đến ngày race xách giày đi chạy, kiểu gì chả finish. À, trừ hai race bên Malay thôi. Plan tổng đầu tiên. Đầu tiên phải tìm người chạy ads, chat với cậu đồng nghiệp cũ được cậu giới thiệu luôn cho một bạn chuyên chạy các campaign lớn cho vài sàn thương mại điện tử, budget mỗi campaign vài trăm triệu là bình thường. Nghe qua đã ưng rồi. Phúc kết nối mình với cao thủ kia, hai bên trao đổi một lúc thì mình chốt luôn. Mặc dù mình không hiểu lắm những gì mà T chia sẻ, nhưng cảm nhận được sự nhiệt tình và chân thành. Giờ chỉ cần thế thôi, về sau T cũng giúp mình rất nhiều trong phần content, cả ảnh lẫn text. Chốt xong nhân sự chạy ads, giờ đến chuẩn bị nguyên liệu cho ads. Anh ads ơi, anh có chụp ảnh sản phẩm không anh? Em đang cần chụp ảnh sản phẩm là hộp quà Tết bên em. Bên công ty em có nhu cầu chụp ảnh như thế nào? À, bên em thôi anh, em thôi, không có công ty. Ồ thế à, anh lại tưởng em mở công ty. Thả tim. Có cần gấp không em? Nếu em tự lo phần stylist thì anh sẽ chụp free cho em luôn. Thả tim tiếp. Very gấp ạ, mà stylist là những phần nào anh? Là em setup mọi thứ, anh chỉ đến chụp thôi. Bỏ mẹ em biết gì đâu anh ơi. Thường thì anh ít chụp tĩnh vật, em biết anh hay chụp chim rồi. Nếu em muốn chụp thật sự cẩn thận, anh có thể kết nối em với mấy anh bạn chuyên chụp tĩnh vật và sản phẩm. Vâng, thế cũng được ạ. Mà em đang cần gấp chụp trong chủ nhật tuần này ấy. Mà hôm nay là thứ năm rồi. A few moments later. Ok, anh sẽ cố gắng đầu tuần sau xong cho em. Ngon. Tiếp là đến nhà cung cấp. Hàng Tết thì cũng có 5-7 loại. Có loại này loại kia, kiếm nguồn rẻ không khó, nhưng mà thế thì không hay. Mình muốn bán những gì mà mình thực sự tự tin khi đi sales. Bán những sản phẩm tốt nhất và đắt nhất. Mình không tư duy bán quà Tết, vì ai cũng bán quà Tết rồi. Mình muốn bán giải pháp tặng quà Tết lịch sự, chất lượng cả về hình thức bên ngoài lẫn sản phẩm bên trong. Lướt qua vài bên bán quà Tết thấy giá bán lẻ around 500k. Mình bán 669k luôn. Mua từ 10 hộp trở lên giảm xuống 620.000 một hộp. Ruột bên trong cũng phải tìm được những nhà cung cấp tốt nhất, tiền nào của đấy. Đã không bán thì thôi, mà bán thì phải chọn cái tốt nhất, đắt nhất. Quyết định thế đi. Nhưng mà không ngờ, đây lại là một trong những bài học có học phí cao nhất. Bán hạt thì không thể nhớ đến lại là một đồng nghiệp cũ. Bạn ấy mở cửa hàng bán sữa hạt và hạt hơn 3 năm rồi. Cả trước khi mở shop thì Gấm đã nổi tiếng về chuyện ăn thực dưỡng, từ chuyện chọn nguyên liệu đến cách nấu, đến ăn ké có một hôm mà ấn tượng đến giờ. Không cần nghĩ gì nhiều, nhắn ngay cho Gấm. 5 phút sau chốt được nhà cung cấp hạt điều và hạt bí. Mặc dù giá đắt hơn các nhà cung cấp khác, nhưng về chất lượng thì mình hoàn toàn tin tưởng. Đắt có cái giá của đắt. Tiếp, vỏ bưởi sấy, Google thôi, cái gì không biết thì tra Google. Search thấy vài bên, gọi điện check, hôm sau qua check thử của một bên có xưởng trong Sài Gòn, chuyên thu mua vỏ bưởi tại các trang trại đạt chuẩn Việt Gáp. Bên này cũng đầu tư máy móc công nghệ, sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất đi Nhật và các nước châu Âu. Giấy tờ kiểm nghiệm chất lượng và bản tự công bố sản phẩm đầy đủ. Thế là yên tâm về nguồn gốc xuất xứ. Ăn thử thì thấy vỏ bưởi mềm, thơm, vẫn giữ được vị đắng của tinh dầu bưởi, nhưng lại ngọt và thơm mùi mật ong. Quá ổn, chỉ có cái là giá hơi cao. Họ đang bán lẻ gần 70.000 một túi cho 100g. Giá này thì đang gấp rất nhiều lần các nhà cung cấp khác. Ngồi tính xem là 1.200 hộp thì cần bao nhiêu kg? 5, 10, 15, 20. Xong. Nếu tôi lấy từng này kg thì giá thế nào? Giảm được chút, nhưng mà vẫn cao hơn giá thị trường khá nhiều. Nhưng mà thôi, đắt có cái giá của đắt. Cứ thế, ba sản phẩm còn lại là nho khô, mứt dừa và kẹo lạc cũng mất một thời gian để tìm được nhà cung cấp ưng ý. Kẹo lạc mình lấy của một nhà trên làng cổ Đường Lâm. Nhà này chuyên làm kẹo thủ công, sản phẩm của họ đạt tiêu chuẩn để bán tại các siêu thị cho người Nhật với giá bán cao hơn rất nhiều so với giá bán nội địa. Cùng một sản phẩm nhưng thiết kế và đóng gói cẩn thận hơn, câu chuyện hấp dẫn hơn thì sẽ bán được với giá cao hơn. Nghe quen quen. Sản phẩm cuối cùng cũng là quan trọng nhất, rượu. Rượu thì không ai muốn uống rượu lởm. Uống vào đau đầu mấy hôm sau. Mình cũng thế thôi, Google một lúc thì thấy nhiều thông tin quá, đang bơi trong một bể thông tin thì tự nhiên nhớ mình có quen mấy thánh nhậu. Rượu thì có rượu nào uống được hả các anh? Nhiều. Nhiều là như nào? Cũng phải cho em vài cái tên chứ. Miền Bắc có chỗ nấu rượu mạnh có tiếng, rượu Kim Sơn Ninh Bình, rượu Bèo Hà Nam, rượu Làng Vân Bắc Ninh, rượu Ba Kích Quảng Ninh nhiều lắm. Ô, Tết sao lại tặng rượu Ba Kích hả anh? Mà em bán cho dân văn phòng các thứ, tặng rượu ở đấy, dễ hiểu lầm. Kiểu con trai tặng con gái nó nghe kỳ.
Sau một hồi chém gió, mình chạy xuống Hưng Yên gặp một nhà nấu rượu hơn 15 năm rồi qua sự giới thiệu của một bạn trước đạp xe xuyên Việt cùng, nhà ở Hưng Yên luôn. Xuống tận nơi thấy họ ủ men, nấu như thế nào, uống thử xong mới yên tâm về Hà Nội. Xong phần nhà cung cấp và sản phẩm, giờ đến phần nghĩ brand identity. Đặt tên là gì? Trước nhớ mang máng đọc ở đâu cách đặt tên thương hiệu kết thúc bằng nguyên âm hoặc bằng các thanh ngang để dễ đọc và dễ nhớ hơn. Vẫn nhớ một thời các công ty cứ theo công thức kết thúc là OIA như là Halida, Huda, Litado, Opisa, vân vân. Kinh điển thì có Kinh Đô, hai thanh ngang luôn. Lại gợi nhớ đến hình tượng giàu có. Ai đặt quả brand này chất vơ lơ. Rồi Huda, Tiger, nếu không tìm được từ nào có các thanh ngang thì chốt thanh ngang ở cuối cũng được, kiểu Phúc Long vân vân. Mà lý thuyết thế, còn khi công ty to rồi thì tên gì cũng hay hết. Rồi, giờ thông điệp mình muốn truyền tải là gì? Tết ngày xưa và Tết hiện đại. Ngày trước và bây giờ. Cổ truyền nhưng vẫn mang những nét đẹp hiện đại. Tết xưa, nét cổ truyền hiện đại. Hey, nghe cũng tạm, thôi cứ chốt thế, sau khi nghĩ được tên hay hơn thì tính sau. Web. Lúc đầu cũng định làm cái landing page, cũng thử landing page, nhưng mà thấy muốn ngon thì phải custom khá nhiều, chứ không dùng theme mặc định của bên đấy được. Mà custom lại cần thời gian và nguồn lực. Giờ chỉ có một mình, tìm được người làm web rồi ngồi chốt idea cũng mất không ít thời gian. Thôi, việc gì quan trọng thì ưu tiên. Với thời gian còn lại và nguồn lực hiện tại thì có lẽ nên tập trung đánh trên Facebook thôi. Web rồi Shopee, Tiki các thứ hẹn năm sau. Về cách vận hành, chốt đơn rồi ship thì mình cũng dùng tool luôn. Quản lý comment hay là inbox thì bằng Pancake. Chốt đơn cũng dùng Ahamove ghép đơn. Tùy nhu cầu của khách cần giao gấp, giao ngay hay là nhận trong giờ hành chính mà ghép đơn cho phù hợp. Xong, mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Start 19 tháng 11. Có ảnh xịn sò xong là lên content chạy ads luôn. Thư set ads thì chỉ theo vài tiêu chí, tuổi, địa điểm. Mình hơi ngạc nhiên vì chạy thế thì target rất rộng, không biết ads có reach được đến người có nhu cầu không. Mà thôi, cũng tin Thư nên là không can thiệp gì. Cái bảng đầu tiên chỉ có các cột thu chi, ngày, tồn đầu, phát sinh, tồn cuối. Sau mình kết hợp luôn cả phần thông tin khách chốt được vào đây luôn. Sheet thu chi đỏ lòm như là chứng khoán dính corona, tiền ra thì như mưa đêm 30, tiền vào thì chưa thấy đâu. Cái ads đầu tiên, mình nhờ bạn bè vào tương tác cho đẹp tí, nhờ thế cũng có những người thấy thông tin từ bài share của anh chị bạn bè, ai cũng có nhu cầu thì cần mua vài hộp đến vài chục hộp cho công ty. Ngon rồi, ads chưa được approve mà đã có nhiều khách hỏi thế này thì 1.200 hộp có khi còn thiếu. Mình tư vấn rất mượt, nhưng mà cứ sau khi báo giá xong thì đều nhận được phản hồi là anh chị sẽ nhắn lại khi có nhu cầu. Ok, cứ tag vào một nhóm đã, thỉnh thoảng lại remind nhóm này. Nhưng phản hồi thường là xin không rep, chắc là giá mình hơi cao. Mà kệ đi, đắt có cái giá của đắt. 20 tháng 11, ads got approved, bắt đầu cắn tiền. Mình chuẩn bị xong các câu trả lời khi khách hỏi rồi. Cứ có comment hay là inbox là bắn luôn. Tỷ lệ phản hồi tin nhắn của page là 100% trong vài giây, đỉnh vãi. Nhưng vẫn là những phản hồi, mình sẽ nhắn lại shop khi có nhu cầu nhé. 10 khách thì phải 7 đến 8 khách phản hồi như thế. Vẫn tự an ủi, yên tâm. Đắt có cái giá của đắt, nhưng thực tế lại vả cho liên tục. Trong tuần đầu tiên, hơn 100 khách nhắn tin cho page và mình chỉ chốt được một đơn, hai hộp. Theo dự đoán thì xong tuần đầu phải thu về được ít nhất vài chục triệu để trả cho nhà cung cấp. Nhưng mình đang cầm trên tay 1.200.000 đồng. Tin vui là có khách hàng chấp nhận giá 650.000 một hộp. Tin buồn là dòng tiền đang âm trầm trọng. Tiếp tục giữ giá và tin rằng đắt có cái giá của đắt. Hay giảm giá với hy vọng bán được thêm hàng, lấy tiền quay vốn tiếp. Mình tiếp tục giữ giá và may mắn survive sau rằm tháng chạp. Tức là sau này sẽ có nhiều người chấp nhận mua sản phẩm của mình với giá hiện tại. Thì mình có thể kể lại, wow, nhờ sự kiên định và niềm tin sắt đá nên mình đã thành công và có lãi. Nếu ngược lại, mình sẽ viết nên câu chuyện, từ hai bàn tay trắng tôi đã làm nên một đống nợ như thế nào? Cả hai trường hợp đều từng đọc ở đâu đấy rồi. Case đầu thì chắc là hay đọc trên báo, còn cái kết thứ hai thì anh em vẫn hay nói vui với nhau. Giờ thì cả hai đều có thể trở thành sự thật, mà mình là nhân vật chính. What should I do? Bình thường chém các case khác mạnh lắm mà giờ em không biết nên làm thế nào, hài vãi. Có một ma lực rất khó cưỡng của cảm giác thành người hùng trong câu chuyện của mình. Mario ăn nấm vượt qua gần chục bài để cứu công chúa. Hay đấy chứ, đây cũng là cái kết quen thuộc hơn. Nhưng bây giờ tại thời điểm và hoàn cảnh này, người hùng không tồn tại. Những con số trên bảng thu chi không nói dối.
Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này và đón chờ các phần tiếp theo của series này nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Khánh Linh. Bye!